Hôm nay Phượng đi coi coi người nông dân ở bên Mỹ người ta làm vườn như thế nào và trồng những cái cây hoa màu, rau củ, xà lách, đồ đủ thứ loại. Thì trước tiên thì Phượng thấy ở đây là người ta trồng là người ta cày cho cái máy cày sơ cho xốp đất xong rồi cho nhuyễn cái đất để cái đất tơi xốp mình trồng cho nó tốt nè. Và những cái máy này mạnh quá trời luôn Phượng thấy. Phường quay phường chia sẻ cho tất cả các bạn xem đó. Máy ở đây có cái ống trục có làm sao kéo đi mạnh quá chừng luôn à. Và đi tới đây nữa là ở đây là người ta ươm mấy cái hạt giống ở trong cái đất xong rồi bây giờ người ta bọc lại bằng cái bọc ni lông đó, người ta trải ra giống như nguyên cái bọc ni lông lớn, người ta trải ra để cái hạt giống ẩm nóng và lên đều á. Phượng quay chia sẻ cho các bạn xem đó. Và những cái vườn xà lách này là được bọc những cái bọc ni lông xong rồi bây giờ dở ra là lên, các bạn nhìn xem kìa, đều ơi là đều. Lâu lâu có khuẩn không có đều thôi nhưng mà nhìn dài dài nhìn từ xa thấy xanh mà rất là đẹp. Đi tới đây là Phượng thấy những cái máy móc hiện đại ở bên Mỹ phun thuốc bằng máy rồi pha thuốc ở trên xe có hai cái bình thuốc rồi xe chạy chạy tới chạy lui phun như vậy làm cho cái cây nó đều không có bị sâu gầy con gì cắn. Cho nên Phượng đi ra ngoài vườn, Phượng quay, Phượng thấy là những cái cây rau củ ở bên đây không có dấu vết gì con gì cắn hết. Đó, chạy rất là mau, lẹ. Làm số nhiều mà làm chỉ cần một người làm thôi chứ không cần nhiều người làm. Làm như vậy á là tiết kiệm được thời gian mà đỡ tốn công nữa nha các bạn ha. Đó, xe chạy. Phượng nhìn thấy Phượng nghiền luôn, Phượng thấy Phượng muốn làm luôn. Đi tới đây nữa Phượng thấy cảnh này rất là hay, Phượng quay chia sẻ cho các bạn xem. Nhiều khi chạy vòng vòng cũng không biết quay gì, thấy cái nào là lạ thì Phượng quay. Phượng thì Phượng thấy lạ so với Phượng nhưng mà Phượng nghĩ là Phượng quay cái này thì có những bạn đã thấy rồi nhưng mà cũng có những bạn thì chưa thấy. Hiện đại hồi xưa Phượng ở Việt Nam thì chưa có những cái máy này nhưng mà Phượng đi qua Mỹ này cũng thời gian rồi, Phượng nghĩ chắc bây giờ mà mấy cái nơi mà ta trồng số lượng lớn thì chắc cũng phun thuốc như vậy quá, tại làm vậy nó không có tốn công mà mau lẹ nữa. Trong cái vườn này nè các bạn thì chủ vườn ở đây á, mình người manager người ta không có cho mình quay, bây giờ mình đi kiếm cái vườn khác mình quay ha. Ở đây người ta sợ chụp hình người ta không có chịu cho quay các bạn ơi. Bây giờ Phượng đi tới cái vườn khác, có đôi khi mình đi tới những cái vườn có nhiều người người ta dễ ta cho quay nhưng mà có nhiều người người ta cũng không có cho quay. Bây giờ Phượng đi tới cái vườn khác, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho các bạn xem. Đi tới vườn này không cho thì mình tìm cái vườn khác, quan trọng là tìm được vườn nào mà người chủ cho là mình mừng lắm luôn các bạn ơi. Để quay chia sẻ cho các bạn xem. Bây giờ Phượng đi tới một cái vườn nữa, người ta cũng không cho quay nữa nè các bạn ơi. À, có nhiều khi mình đi quay vậy đó, có ngày thì quay được 2-3 phim mà có ngày không có được một cái phim nào hết á. Đây là cái vườn bông cải các bạn, bây giờ mình đi ra mình kiếm nữa.
Đi tới đây Phượng xin quay nhưng người quản lý ở đây người ta cũng không cho Phượng vô quay nữa. Nhưng mà Phượng cố gắng hết sức mình để Phượng đứng ngoài hàng rào, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Đó, những cái người làm ở đây người ta làm rất là mau lẹ, người ta làm quen tay rồi, người ta chạy tới chạy lui, người ta ôm tới ôm lui trông rất là thoải mái và khoan thai, người ta làm cực lực lắm đó. Và hôm nay Phượng đi cái giường này là Phượng chỉ được đứng ở ngoài hàng rào, và tiếc có một cái Phượng không có được đứng ở trong, phải Phượng đứng trong, Phượng quay gần cho các bạn xem thấy rõ hơn, mong các bạn coi thông cảm giùm Phượng nha. Phượng cũng muốn cố gắng hết sức mình để quay làm sao các bạn coi để các bạn hài lòng lắm. Cần tây á các bạn, đứng đây vẫn thấy rất là thơm luôn á. Đứng ngoài hàng rào là quay thôi, quay lại thôi á chứ
sẻ cho các bạn xem. Và thu hoạch rau cần là như thế này nè các bạn. Cần tây. Cái cần tây này ở bên Mỹ á, nhiều người người ta ăn vậy đó. Nè, bây giờ mình đem về mình ăn. À, quá đã. Ôi vui quá, xá là vui. Hôm nay đi lại đứng đứng nhóng nhóng quay phim chút xíu mà được một gỗ rau cần. Bây giờ về. Hồi sáng giờ đi ba chỗ mà cho quay phim á, đi tới chỗ này thì đứng được ngoài hàng rào. Bữa nay không biết ngày gì nữa, nhưng mà không sao. Được gỗ rau cần này cũng thấy vui vui. Tới nhà rồi nè các bạn ơi. Đi nãy giờ lảo đảo ngoài đường mà không biết cái gì để quay á, quay được cái phim thu hoạch cần này thôi. Bây giờ Phượng với tất cả các bạn đi vô nhà thì mình cần này nhiều quá à, chắc ăn không hết. Bây giờ Phượng mà Phượng nghe nói á, là cái cần này á là ép ra cái nước á, uống rất là tốt cho da và sức khỏe, tim mạch, rồi nói chung là tốt cho cơ thể mình. Rồi bây giờ Phượng với các bạn đi vô nhà mình ép cái nước cần này mình uống với cái này nè, cái trái khóm nè, trái thơm nè, ép chung vô với ra vườn Phượng hái
hai cái trái táo á, mình ép chung vô uống ha, chứ nhiều quá ăn không có hết. Mình nhà Phượng à, mà một gỗ gì sao ăn hết ha các bạn. Đi với Phượng nha, đừng có bỏ Phượng nha. Đi ra vườn Phượng nha các bạn ơi. Mình rủ các bạn đi ra ngoài vườn Phượng. Vườn Phượng bữa nay á mừng lắm, mấy cái cây nè biết được Phượng á, được tất cả các bạn xem cái kênh Phượng Kali dưới ai ủng hộ á, cái mừng lắm. Giống như trái lựu này cũng mừng nữa nè, hả cái miệng ra cười cười giống như Phượng luôn á. Các bạn nhìn coi trái lựu của Phượng nè, mấy hôm nay rất là mừng được tất cả các bạn trên kênh YouTube trong nước và ngoài nước cả thế giới ủng hộ Phượng coi những cái video mà Phượng bỏ công bỏ sức ra làm á, cũng không có phí thời gian. Thấy rất là nhiều bạn vô xem Phượng vui mừng, và trái lựu này cũng mừng theo luôn. Bây giờ mình hái vô mình ép nước ra mình uống cho thấm giọng, rồi cái ngày mai ngày mốt cái mình có sức khỏe mình đi quay tiếp cho tất cả các bạn xem nữa ha. Đó bây giờ Phượng hái nha. Nè các bạn nhìn nè, ngay trước khi hái á mình ăn thử một cái thử coi, ngọt lắm rồi các bạn, tại vì lúc gà chín quá rồi nè. Ôi Phượng ăn thử trước một cái nha. Ngọt quá, mình hái đi. Cái lựu này mừng lắm á, mừng gì được tất cả các bạn trên thế giới xem ủng hộ, mừng tới nỗi trái lựu mà còn cười luôn á, cười vui. Đây được trái nữa nè, trái này cũng mừng nữa nè. Nhà Phượng trồng lựu á, trái lựu nào cũng mừng hết trơn. Cười hả miệng giống cái miệng Phượng luôn các bạn, cười hả cái miệng chà bá kìa. Cái này chà bá lửa, miệng bự quá trời luôn. Rồi mình hái trái này nữa, đáng lý ra là còn mấy trái cũng cười luôn á, nguyên cái cây lựu này không biết làm sao á, trái nào cũng hả miệng ra cười hết trơn á. Nhưng mà thôi mình hái hai trái vậy là vô là đủ để mình lặt, mình ép nước để một ly mình uống cho thấm giọng rồi ha. Đây nè, cây lựu nhà Phượng á hôm nay bây giờ chín hết trơn rồi đó các bạn nhìn nè, trái chín rồi. Chín mà lúc dài á, cái lựu này thương Phượng dữ lắm. Thấy Phượng làm việc trên kênh YouTube hăng say vui vẻ, cái cười đi ra ngoài này nữa, ra ngoài này quay nữa cho các bạn xem. Mình hái một trái apple vô mình áp ép cho các bạn xem luôn. Ôi chứ apple này cũng chín rồi anh ơi ha, hái thế nào ha anh ha, đây chín chưa, không biết chín chưa ha. Rồi cái này chắc chín rồi đó, vàng vàng nè, chín rồi nè các bạn. Mình hái khoảng hai trái thôi, tại vì cái này nám nám rồi, chắc chín rồi, đủ rồi. Rồi xong rồi cái dài dài đây nữa nè, ở dưới đất Phượng có một trái dưa hấu tí hon nè, Phượng đem vô Phượng ép luôn. Chồng mà lo bỏ đi không rồi giờ dưa hấu vậy nè các bạn, bự bự teo teo, đầu bự đít thì teo. Vui không? Bây giờ mình đi vô mình lãi cái hạt lựu ra rồi cái mình ép với cái cây cần tây. Hồi trưa Phượng đi quay á, cái chủ vườn á, cái người manager, cái người quản lý người ta cho nhiều lắm, bây giờ Phượng đem vô Phượng ép rồi các bạn với Phượng uống cái nước cần tây rồi ép với mấy cái này ha. Đó bây giờ mình đi vô. Trời ơi cái lựu này thấy thương quá à, quay cho các bạn xem chút xíu nha. Nè các bạn coi nè, cái lựu trắng nha Phượng nè, thấy cưng không đó. Cái lựu này trái rất là ngọt, lúc gài ra cái màu nhìn thấy đẹp dễ thương gì đâu luôn á. Và dài dài đây nè, có nhiều trái hơn nữa nè đó, thấy cưng ha. Mà mấy cái trái này còn non các bạn ơi. Nè, non á thì ra màu xanh. Đó. Anh ơi, mình hái luôn trái dưa leo ha. Đây nè. Hái trái dưa leo vô ép luôn ha. Đây nè. Ồ, trái dưa leo. Dưa leo Mỹ dài sọc.
dưa leo Mỹ này dài sọc, dưa leo này dưa leo cũng của Mỹ luôn, nhưng mà một trái dài trái ngắn thì giống như con người mình, có người cao người thấp, người vừa vừa, thì dưa leo Phượng trồng cũng vậy, có trái dài trái ngắn trái vừa vừa. Bây giờ Phượng và các bạn đi vô ép nước mình uống cho thấm giọng. Ây dô. Ngọt nè, để dành Phượng ăn. Khúc này chua chua, Phượng ép ra nước. Mà cái này ép ra nước mình cũng cắt sơ sơ thôi. Rồi, bây giờ bước kế tiếp mình cắt mấy cái này mình ép mình uống nha. Đây Phương bỏ vô trong này, cắt để dành ép uống. Hôm nay á, bày ra mấy cái này làm là tại vì ngoài vườn mình có nhiều loại trái cây quá rồi, Phương phải làm ra để mà uống. Rồi hôm nay á, là may mắn là được những cái anh mà ở chỗ mà Phương quay đó, anh cho mấy cái cần này nè các bạn. Mình uống tốt cho sức khỏe lắm, làm cho mình đẹp da nè, rồi không có mỡ trong máu nè, rồi không có bị cao huyết áp nữa nè, nói chung là tốt đủ thứ đó, nhiều lắm. Cho nên người Mỹ ở bên đây á, nhiều người á, người ta mua cái này về á, người ta ăn sống nữa. Đâu để Phượng ăn thử ăn sống coi sao ha. Việt Nam mình thường thường ít ăn này ăn sống lắm, nhưng mà người Mỹ á, phần đông á, hay chấm những cái chai mà béo béo ở bên Mỹ này nè, ăn sống vậy đó, giòn giòn. Mình cắt cái ra mình bỏ vô mình xay luôn ha ha. Có vị gì ăn rồi, trái apple nữa nè, bỏ vô xay luôn. Hôm nay bỏ vô xay đủ thứ luôn. Rồi bữa nay mình xay ra rồi cái mình lấy cái nước mình uống, mình tinh lọc lên, mai mốt cái có sức khỏe cái mình đi có sức cái mình đi quay nữa. Trời, cái dưa hấu nhà Phượng không vui không, tiếu lâm không các bạn, đó coi dưa hấu nè. Rồi Phượng coi như đây là Phượng tinh luyện luôn những chất không, cái này mà mình uống á, nhiều chất như vậy á, tốt cho sức khỏe lắm. Bây giờ mình bỏ vô đây mình xay ha các bạn ha. Đó, cái này mà cắt bự quá, để Phương cắt nhỏ nhỏ lại một chút, bự quá bỏ vô máy không được. Ép lấy nước máy Phương nè. Thank you.
Rồi, quay xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình lấy cái nước mình ép rồi mình mở ra cho các bạn xem coi cái máy này như thế nào ha. Ép nhờ cái anh mà cho mình mấy cây cần á, hôm nay mới có mấy cái ly nước để uống á. Coi nè. Sát không à? Đó. Cái sát này chắc đem xào đồ chay rồi ăn được. Đem xào ăn được không anh? Chồng Hưng cười kìa. Hưng nói là đem xào hay là làm gì ăn không? Đó, cái này là ăn là cũng còn chất ở trong này. Đó, những nhờ hết trơn rồi nè. Đó. Bây giờ con rửa tay ha. Buổi chiều này mình nhờ cái anh cho mấy cái cây rau cần cái ở nhà hai vợ chồng làm được mấy cái ly nước này uống rất là thơm ngon bổ dưỡng. Để em quậy rồi em chế cho anh một ly ha. Rồi mời tất cả các bạn uống với Phượng. Tại vì lâu lâu á Phượng mới làm nước, Phượng đãi tất cả các bạn. Tại vì cứ tối ngày cứ đi không à mà không có đãi nước. Thôi hôm nay Phượng đãi cái nước ép này mình uống nha, cho vui. Đó. Mà trước khi uống coi hửi thử coi nó mùi gì ha. Hay anh lại đây anh uống luôn đi. Để cái máy nó đi. Rồi đi lại đây uống nè. Cũng ly. Đó, anh qua bên đây nè. Hôm nay là Phượng làm cái nước rau cần này nè, có nhiều vitamin lắm. Các bạn ơi, các bạn nếu mà có rảnh ở nhà mình làm cái nước ép này, cái mình mua đủ thứ loại trái cây cái mình ép chung á, nó ra cái nước vậy nè, cái mình uống thử coi. Nên cũng ngon mà nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe, đẹp da, rồi tốt cho xương đồ, đủ thứ hết á, da không có nhăn mà sáng da nữa. Bây giờ anh uống thử, rồi thôi cũng ly đi. Chúc mừng em thành công. Cảm ơn tất cả các bạn xem video này nè. Bây giờ Phượng mời tất cả các bạn uống cái nước rau cần này nha. Ngon ngon. Có thêm chút đường nữa. Không, vừa rồi đó anh. Yeah. Uống vừa rồi đó các bạn ơi. Ngon, thơm. Mà có bọt nhiều quá, để em hớt cái bọt này ra một cái đi. Dễ uống. Tại vì trong mấy thank you all. Đó, chồng Phượng cảm ơn kìa. Đó, chồng Phượng mắc cỡ, không có chịu lên. Chỉ có mình Phượng lên nè. Phượng mời tất cả các bạn uống với Phượng nha. Uống xong rồi Phượng cúp để Phượng clean up. Dọn dẹp. Tại vì bài ra quá trời luôn một bàn rồi nè. Uống cho thấm giọng các bạn ơi. Và hồi nãy giờ á Phượng chia sẻ cái video mà đi quay mà người nông dân ở bên Mỹ người ta thu nhập mấy cái cây rau cần này để phân phối ra thị trường á các bạn. Dài ha. Rồi bây giờ Phượng tạm dừng lại ở đây và Phượng mong tất cả các bạn xem video Phượng ủng hộ và thương Phượng. Phượng cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm và Phượng hẹn gặp lại lúc nào cũng Phượng cũng muốn mở vòng tay này nè, Phượng ôm tất cả các bạn hết á để đón nhận tất cả các bạn vô xem cái video của Phượng. Phượng cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm. Phượng bye bye các bạn nha. Phượng hẹn các bạn lại lần sau nha. Bye các bạn.